Chào mừng các bạn quay lại với kênh Smart Fox. Trong video clip kỳ trước, mình đã giới thiệu với các bạn những thông tin cơ bản nhất liên quan tới bài thi Smart. Và trong video clip kỳ này, mình xin giới thiệu với các bạn hai dạng câu hỏi lớn trong phần thi Smart Quantitative. Vậy thì hai dạng toán lớn của phần Smart Quantitative sẽ gồm BS và DS. BS là Problem Solving, nôm na là giải bài toán. Và DS là viết tắt của Data Sufficiency. Nôm na là dữ liệu đủ hay là dữ kiện đủ để trả lời câu hỏi. Tiếp theo, mình xin giới thiệu cấu trúc chung của từng dạng toán. Vậy thì dạng thứ nhất, giải bài toán, cấu trúc chung cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ gặp một đề bài. Và sau đề bài là câu hỏi có liên quan đến đề bài này. Tiếp theo sẽ có 5 đáp án để các bạn lựa chọn. Và từ 5 đáp án này, ABCD, các bạn sẽ chọn được một đáp án đúng duy nhất. Còn đối với dạng toán Data Sufficiency thì cấu trúc sẽ hơi khác một tí. Các bạn sẽ gặp một tiền đề có hoặc không, có thể có hoặc không, và một câu hỏi liên quan đến tiền đề. Phần thứ hai, các bạn sẽ được cho hai dữ kiện, luôn luôn là hai dữ kiện 1 và dữ kiện 2. Tiếp theo các bạn sẽ có 5 đáp án, và 5 đáp án này là cố định. Và các bạn nên thuộc lòng 5 đáp án này là gì. Và từ 5 đáp án cố định này, các bạn sẽ cũng chọn ra một đáp án đúng duy nhất. Cụ thể 5 đáp án cố định này là: A. Chỉ cần dữ kiện 1 là đủ để trả lời câu hỏi gốc. Câu hỏi gốc ở trên phần tiền đề. B. Là chỉ cần mỗi mình dữ kiện 2 là đủ để trả lời câu hỏi gốc. C. Là cần kết hợp cả 1 và 2 mới đủ trả lời câu hỏi gốc. D. Là chỉ cần 1 hoặc là 2, tức là riêng lẻ 1 và 2 đều đủ để trả lời câu hỏi gốc. Và E. Là cho dù các bạn có kết hợp cả 1 và 2 lại với nhau thì cũng không đủ để trả lời được câu hỏi gốc. Vậy thì ở đây, việc như thế nào là trả lời câu hỏi gốc? Là các bạn phải trả lời được một đáp án cụ thể. Ví dụ hỏi vận tốc là bao nhiêu thì phải trả lời cho được là 5 km/h chẳng hạn. Chứ không được trả lời là ra một số trừu tượng như là ABCDXE. Hơn thế nữa, trong phần câu hỏi này cũng được chia làm hai dạng nhỏ hơn. Thứ nhất là dạng câu hỏi yes no, và thứ hai là dạng câu hỏi không phải dạng yes no. Vậy thì đối với dạng câu hỏi không phải dạng yes no thì nó cũng tương tự như là phần câu hỏi giải toán problem solving BS. Các bạn phải trả lời được đáp án cụ thể như mình vừa nói. Và đối với câu hỏi dạng yes no thì các bạn phải trả lời cho được yes hoặc là no. Chỉ 1 trong 2 thì có nghĩa là dữ kiện đó là đủ. Có thể ở đây các bạn cảm thấy hơi rối rắm, khi nào vào ví dụ cụ thể các bạn sẽ hiểu được rõ hơn. Tiếp theo, mình xin nói tới cách làm bài chung của hai dạng toán này, problem solving và data sufficiency. Vậy thì bước 1, các bạn nên nhớ là các bạn trong phòng thi, các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính và có giấy nháp ở phía dưới để các bạn giải bài toán. Vì vậy, bước thứ nhất, các bạn nên tóm tắt đề từ màn hình máy tính xuống, ghi tóm tắt đề và câu hỏi, đóng khung câu hỏi lại, xác định câu hỏi cụ thể là mình cần phải làm cái gì. Bước thứ hai, có thể có hoặc không thì các bạn cố gắng xác định. Từ cái đề và câu hỏi, các bạn cố gắng xác định bằng cách rút gọn đề chẳng hạn, để tìm được cái mấu chốt mà các bạn cần trả lời hay là vấn đề mà các bạn cần giải quyết, và suy nghĩ thật kỹ
từ đề và câu hỏi để tìm ra vấn đề mấu chốt nhất mà các bạn nên làm. Bước thứ ba là các bạn giải trả lời câu hỏi bằng tất cả các phương pháp mà các bạn có thể làm, loại suy hay là đưa ví dụ hoặc là thử từng đáp án chẳng hạn để có thể tìm ra được đáp án đúng. Và cuối cùng, tất nhiên là các bạn phải chọn câu trả lời từ 5 đáp án A, B, C, D, E. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ cụ thể cho hai dạng toán này để có cái nhìn tổng quát và cũng như về các câu hỏi trong phần thi GMAT Quantitative. Ok, đầu tiên là ví dụ về phần về câu hỏi dạng giải toán mà các bạn xem ví dụ sau đây. Trước tiên các bạn cũng sẽ tóm tắt đề từ trên màn hình máy tính. Các bạn ghi rõ ra 0.02 chia 0.1 cộng 0.05 chia 0.001 bằng bao nhiêu. Câu hỏi là tìm đáp án của biểu thức này. Vậy thì đối với các bạn nhanh thì tất nhiên không cần phải tóm tắt câu hỏi nữa cơ. Các bạn có thể nhìn từ màn hình máy tính để tính ra cụ thể. Vậy thì 0.02 chia 0.1 sẽ là 0.2 và 0.05 chia cho 0.001 sẽ là 50. Vậy thì tổng của hai phân số này là 50.2. Đáp án các bạn sẽ có 5 đáp án với những con số khác nhau. Có thể là đáp án của câu hỏi. Vậy thì dựa vào phần làm bài của các bạn thì các bạn đã biết được 50.2 là đáp án đúng. Thì các bạn sẽ chọn B là câu trả lời cuối cùng. Ok, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất nhiên đây là một ví dụ đơn giản, các bạn sẽ gặp nhiều ví dụ từ nhiều dạng toán đa dạng, có thể là phức tạp hơn hoặc có thể là đơn giản hơn. Vậy thì trước tiên là nên có một cái nhìn khái quát về các dạng câu hỏi và từ từ các bạn sẽ làm quen với từng dạng toán. Ok, thứ hai mình sẽ giới thiệu với các bạn ví dụ về một bài toán DS. Vậy thì ví dụ thứ nhất, if y bằng y bình trừ y bình chia cho x trừ y với điều kiện xác định là x khác y, then what is the value of y? Ok, trên màn hình vi tính các bạn sẽ được nhìn thấy dạng đề như thế này. Ở đây các bạn để ý từ để hỏi có thể là what, which, how, when. Thì từ đây các bạn có thể xác định được đây là dạng câu hỏi gì của DS. Ok, phần thứ hai của một cái câu hỏi DS các bạn sẽ có hai dữ liệu. Dữ liệu thứ nhất x cộng y bằng 3x và thứ dữ liệu thứ hai x trừ y bằng 3. Thì dựa vào từ để hỏi các bạn có thể xác định được đây không phải là câu hỏi dạng yes no. Vậy thì nó có vẻ có lẽ là dễ hơn một tí so với câu hỏi dạng yes no vì sẽ rối hơn cho các bạn. Các bạn chỉ cần trả lời được câu hỏi. Vậy thì bước thứ nhất các bạn cũng ghi lại đề bài từ màn hình máy tính và xác định câu hỏi đó là tìm giá trị của y, y bằng bao nhiêu. Bước thứ hai các bạn sẽ rút gọn đề bài. Vậy thì dựa vào hàng đẳng thức các bạn sẽ rút gọn lại được là x bình trừ y bình bằng x trừ y nhân x cộng y. Và các bạn sẽ rút gọn lại được cuối cùng đó là x bằng 0. Vậy thì vấn đề mấu chốt là tìm y bằng bao nhiêu nếu x bằng 0. Bước thứ ba, giải từng dữ kiện 1 x cộng y bằng 3. Vậy thì x đã bằng 0 rồi thì y sẽ bằng 3. Vậy thì tích một cái có nghĩa là dữ kiện 1 đã đủ để trả lời câu hỏi. Câu hỏi hỏi là y bằng bao nhiêu, các bạn tìm được y bằng 3, như vậy là đủ. Và dữ liệu thứ hai cũng tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ tìm được y bằng 3 và x bằng 0. Vậy thì dữ kiện thứ hai này cũng đã một mình dữ kiện 2 cũng đã đủ để trả lời được câu hỏi giá trị của y là bao nhiêu. Vậy thì một hoặc hai đều đủ, đáp án các bạn cần chọn là đáp án D. Vậy thì ở đây mình dùng dấu tích
biểu thị là dữ liệu này đã đủ để trả lời câu hỏi. Và trong các ví dụ hay là các bài toán sau thì mình cũng sẽ dùng dấu cross, dấu x để biểu thị việc dữ liệu này không đủ để trả lời câu hỏi. Ok, đây là quy ước của bản thân mình. Các bạn có thể tự dùng những ký hiệu riêng để các bạn có thể hiểu được những gì các bạn muốn thể hiện để cho dễ ý hình dung cũng như dễ tìm ra được đáp án đúng. Ok, sau đây là ví dụ thứ hai của dạng câu hỏi DS Data Sufficiency. Mời các bạn xem ví dụ sau. Is x lớn hơn 3? Với hai dữ kiện là x trừ 3 nhân x trừ 2 nhân x trừ 1 lớn hơn 0. Và dữ kiện thứ hai là x lớn hơn 1. Vậy thì trước tiên các bạn sẽ xác định đây là dạng câu hỏi gì của DS. Vậy thì is lớn hơn 3. Đây chính là câu hỏi yes no. Câu hỏi yes no thì có hơi gây rối cho các bạn trong phần lựa chọn đáp án so với câu hỏi không phải dạng yes no. Nhưng các bạn cũng sẽ làm theo trình tự như sau. Thứ nhất, ghi lại câu hỏi is lớn hơn 3 chấm hỏi và chèn thêm yes xoẹt no để nhắc nhở các bạn đây chính là câu hỏi dạng yes no. Tiếp theo sẽ là giải từng dữ liệu. Dữ liệu thứ nhất, x trừ 3 nhân x trừ 2 nhân x trừ 1 lớn hơn không? Vậy thì câu hỏi hỏi là x có lớn hơn 3 hay không? Các bạn cách giải nhanh nhất cho loại đề toán này đó là các bạn sẽ chọn hai giá trị một lớn hơn 3 và một nhỏ hơn 3 để xét xem rốt cuộc thì x có lớn hơn 3 hay không. Vậy thì nếu x bằng 4 thì vế trái như các bạn thấy sẽ lớn hơn không? Vậy thì 4 là lớn hơn 3, câu trả lời sẽ là yes. Ví dụ thứ hai các bạn có thể lấy đó là x bằng 1.5. Vậy thì vế trái các bạn sẽ ra được âm nhân dương. Do đó vế trái cũng sẽ lớn hơn không, cũng thỏa dữ liệu 1. Nhưng ở đây x bằng 1.5, vậy thì 1.5 sẽ bé hơn 3. Vậy thì câu hỏi sẽ trả lời được là no. Vậy thì dữ liệu này các bạn vừa có thể trả lời được yes, vừa có thể trả lời được no. Do đó dữ liệu này không thỏa. Các bạn gạch dấu cross, dấu x, tức là dữ liệu 1 không đủ để trả lời câu hỏi. Đối với dữ liệu 2, x lớn 1, vậy thì các bạn vẫn có thể lựa chọn được x bằng 1.5 hoặc x bằng 4. Vậy thì 1.5 bé hơn 3, câu trả lời là no. 4 lớn hơn 3, câu trả lời là yes. Vậy thì vẫn là không đủ để trả lời câu hỏi. Tiếp theo, kết hợp 1 và 2, vậy thì các bạn vẫn có thể lựa chọn được x bằng 1.5 hoặc là x bằng 4 và vẫn không thể đủ để trả lời được hoặc là yes hoặc là no. Các bạn đều có thể trả lời có trường hợp là yes, có trường hợp là no. Do đó, kết hợp 1 và 2 vẫn không đủ để trả lời câu hỏi. Vậy thì cuối cùng, các bạn lựa chọn từ đáp án ABCDE. Vậy thì ở đây kể cả kết hợp 1 là và 2 thì vẫn không đủ để trả lời câu hỏi. Do đó đáp án cuối cùng các bạn nên phải lựa chọn đó là E. Tiếp theo, nếu chúng ta đổi đề một chút. Đối với ví dụ vừa mới giải xong thì các bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt trong câu hỏi yes no. Vậy thì các bạn sẽ theo dõi tiếp ví dụ sau đây. Câu hỏi vẫn sẽ là is x lớn hơn 3 dạng câu hỏi yes no. Ok, đây là câu hỏi. Và dữ liệu sẽ có một chút thay đổi. Đây chính là câu hỏi yes no. Và dữ liệu được cho dữ liệu thứ nhất. X trừ 2 nhân x trừ 1 bé hơn không. Vậy thì từ dữ liệu này, ở đây cách làm nhanh hơn đó là các bạn sẽ giải bất phương trình đã cho là x trừ 2 nhân x trừ 1 bé hơn không thì 1 sẽ bé hơn x và sẽ bé hơn 2. Vậy thì có nghĩa là các giá trị của x sẽ bé hơn 3. Vậy thì từ câu hỏi x có lớn hơn 3 hay không, câu trả lời sẽ là no. Và chỉ có thể trả lời được là no. Do đó, dữ liệu 1 đủ để trả lời câu hỏi.
dữ liệu hai tương tự như ví dụ ở trên, các bạn có thể chọn được hai giá trị 1.5 và 4, và câu trả lời cũng có thể là no hoặc cũng có thể là yes, do đó không đủ để trả lời câu hỏi gốc. Vậy thì tới phần chọn đáp án. Như các bạn đã thấy, ở dữ liệu 1 chúng ta có dấu tích, vậy thì chỉ cần dữ liệu 1 là đủ để trả lời được câu hỏi gốc x có lớn hơn 3 hay không. Do đó, câu đó đáp án cuối cùng mà các bạn phải lựa chọn sẽ là đáp án E. Cho tới đây, mình đã giới thiệu với các bạn những ví dụ và kể cả cách làm bài chung nhất của hai dạng toán lớn của phần thi GMAT Quantitative. Mời các bạn like và đăng ký kênh để có thể theo dõi tiếp những video tiếp theo, xoáy sâu vào từng chuyên đề cụ thể của các dạng toán trong bài thi GMAT Quantitative. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.